Sa Quan Nam Phi bản tin tiếp nối cho biết là ba người đàn ông đã thoát chết trong gang tấc. Tin tức trên tờ Daily Mail của Anh Quốc trong ngày 7 tây tháng 4 cho biết là vụ việc xảy ra ở thành phố Durban ở Nam Phi. Chỉ trong khoảng cách một vài cm, ba người đàn ông Nam Phi đã may mắn thoát chết khi mà một chiếc xe mất kiểm soát tốc độ đã đâm thẳng vào trong cửa hàng trong một trạm xăng. Một nhân viên trạm xăng và hai khách hàng đã rời khỏi vị trí chết chóc chỉ trong vòng 10 giây trước khi chiếc xe màu trắng nặng khoảng 1,5 tấn lao tới. Khi đó thì nhân viên trạm xăng đang làm nhiệm vụ xịt dung dịch diệt khuẩn lên tay của khách hàng. Chiếc xe màu trắng đã bất ngờ lao vụt tới, đụng vào trong nhân viên trạm xăng và tiến sát tới hai khách hàng. Người nhân viên trạm xăng ngồi thất thần trên sàn nhà. Tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn sau đó đã rời khỏi hiện trường và bỏ chạy. May mắn là không có ai bị thương trong vụ tai nạn và cửa hàng tại trạm xăng cũng đã được sửa chữa, hoạt động đã trở lại bình thường. Hiện nay thì cảnh sát địa phương đang mở một cuộc tìm kiếm, truy tìm người tài xế lái xe này.